Single 1 Heavy Rotation của X-Geo4DA đã ra mắt và đã đạt được một số thành công như là được mọi người biết tới nhiều hơn, gây nghiện cả fan mới cũng như là fan cũ. Và em hy vọng rằng single 2 ra mắt thì cái hiệu ứng cũng sẽ càng ngày tăng lên, bởi vì đây là một ca khúc rất là gây nghiện, còn hơn cả single 1 đến đó nha mọi người. Trước khi phát hành single thì tất cả mọi người cũng như các dàn ekip cũng như các anh chị staff đã mở ra một chiến dịch, đó là chiến dịch nụ cười. Thì em cảm thấy rất là hay á, vì chiến dịch đó có thể khiến cho tất cả mọi người đều có thể cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với cuộc đời của này hơn. Thì em hy vọng rằng single tiếp theo của X-Geo4DA sẽ có thể truyền tải được năng lượng đó đến tất cả mọi người.